Thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc là đập thủy điện lớn nhất thế giới và đây cũng là dự án thủy điện gây tranh cãi nhất trong lịch sử đất nước này. Những lo ngại về đập Tam Hiệp đã có từ năm 2019. Tuy nhiên cho đến nay, khi mưa bão kéo dài tại hầu hết các tỉnh của Trung Quốc thì những lo ngại này mới thật sự báo động. Vào ngày 21 tháng 6, đập Tam Hiệp đã phải xả lũ lần đầu tiên trong năm. Ngay sau đó, vào ngày 2 tháng 7, đập này đã phải mở tới 3 cửa xả lũ vì tình hình mưa bão vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng chứa nước của đập Tam Hiệp. Đến ngày 8 tháng 7, một hồ thủy điện khác ở miền đông Trung Quốc đã phải mở tới 9 đập tràn để hạ thấp đỉnh lũ. Những trận mưa bão liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc đã khiến một đoạn đê của sông Dương Tử bị vỡ, một cây cầu 800 năm tuổi bị hư hại nặng nề. Đất nước này vẫn tiếp tục đưa ra những cảnh báo mưa lũ trên sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp là đập chặn sông Dương Tử, sông dài thứ 3 trên thế giới, tại Tam Đảo Bình, Nghi Sương thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Đập được xây dựng từ năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006. Đây là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Dự án xây dựng đập được lên kế hoạch chi tiết từ năm 1955, tuy nhiên đã vấp phải rất nhiều sự tranh cãi gay gắt. Phe ủng hộ khẳng định đập nước sẽ giúp kiểm soát lũ dọc hai bên sông Trường Giang, đồng thời thúc đẩy thương mại nội địa và cung cấp phần lớn điện năng cho miền Trung đại lục. Còn phe phản đối thì cho rằng họ cảm thấy lo lắng về nguy cơ vỡ đập và hậu quả sẽ thật khủng khiếp nếu điều đó xảy ra. Thêm vào đó, việc xây dựng sẽ khiến khoảng 1,9 triệu dân sống dọc hai bên sông mất chỗ ở, đồng thời phá hủy cảnh quan tự nhiên, các di tích kiến trúc và khảo cổ. Đặc biệt, phe phản đối khẳng định tác động môi trường của dự án là vấn đề rất lớn. Với quy mô đó, giới khoa học lo sợ việc tích tụ một lượng nước khổng lồ như thế sẽ gây ra động đất và sạt lở địa hình. Những nguy cơ chắc chắn sẽ tăng dần theo thời gian. Do vậy, nhiều kỹ sư Trung Quốc và nước ngoài đã kêu gọi, tốt hơn hết, nên xây nhiều đập nhỏ trên các phụ lưu của sông Trường Giang. Điều này vẫn sẽ giúp kiểm soát lũ và phát điện tốt, trong khi nguy cơ thì ít hơn. Tuy nhiên, không ai lắng nghe những điều này. Vì có nhiều vấn đề bất cập, nên dự án đã bị trì hoãn gần 40 năm. Đến năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng đã thuyết phục được Quốc hội thông qua dự án, nhưng cũng có đến gần 1/3 đại biểu phản đối hoặc không thèm bỏ phiếu. Điều này rất ít thấy trên chính trường Trung Quốc. Và rồi dự án vẫn được tiến hành. Trong lễ động thổ công trình năm 1994, giới quan sát thấy rằng Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không xuất hiện cùng Thủ tướng Lý Bằng. Trong suốt quá trình xây dựng, có không ít những scandal liên quan đến vấn đề tham nhũng, đội vốn diễn ra. Có thể thấy, sự lo ngại về đập Tam Hiệp đã bắt đầu râm ran từ mùa hè năm 2019, sau khi ảnh vệ tinh ghi nhận thân đập dường như bị lõm vào do sức ép của nước. Tuy nhiên, nhà chức trách đã ngay lập tức bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định đập vẫn an toàn. Đến mùa mưa năm nay, tình hình càng trở nên xấu hơn. Đặc biệt, trận lũ kỷ lục trong 80 năm ở miền Nam Trung Quốc xảy ra là thử thách lớn đầu tiên của công trình đập Tam Hiệp. Trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 6, Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc Ge Jiachun đã thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông ở Trung Quốc đã dâng cao trên mức cảnh báo. Điều đó chứng tỏ khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Nhà khoa học Trung Quốc Wang Weilu, một chuyên gia thủy văn đã đưa ra lời cảnh báo. Đập Tam Hiệp thật ra không ổn như mọi người nghĩ. Trong cuộc phỏng vấn với Radio France International, ông Wang không bình luận về tấm ảnh vệ tinh năm ngoái. Ông cho rằng mối lo lớn nhất là những vết nứt và chất lượng bê tông không đảm bảo được phát hiện vào thời điểm công trình đang xây dựng trước đó. Đối mặt với mưa lũ thời điểm đó, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết 744.000 người Trung Quốc ở 26 tỉnh, thành phố đã phải di rời khẩn cấp, 81 người được cho là mất tích và thiệt mạng do nước lũ cuốn trôi. Hơn 10.000 ngôi nhà ở Trung Quốc đã bị phá hủy hoàn toàn. Kể từ đầu tháng 6, 5 đợt mưa lớn đã ảnh hưởng tới ít nhất 13 triệu người tại 26 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc. Đặc biệt, siêu đô thị Trùng Khánh thuộc Tây Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ trở lại đây. Trước đó, lũ lụt tồi tệ nhất xảy ra ở Trung Quốc trong những năm gần đây là vào năm 1998, khi hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Riêng miền Tây Nam Trung Quốc đang chứng kiến trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua, bao gồm thành phố Trùng Khánh. Điều này kéo theo mối đe dọa đối với đập Tam Hiệp, do thượng nguồn của con đập này đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ năm 1940. Có hàng trăm triệu người sống ở hạ nguồn đập Tam Hiệp. Theo giới chuyên môn đánh giá, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ là thảm họa cực lớn đối với Trung Quốc. Đập bị vỡ sẽ gây ra sóng thần cực lớn, tàn phá và nhanh chóng nhấn chìm vùng hạ lưu bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp. Thiệt hại là không thể lường được nếu sự cố này xảy ra, bởi đập Tam Hiệp được xây dựng trên dòng sông có lưu vực đông dân, có nhiều trung tâm kinh tế và dân sinh rất lớn. 1/3 diện tích Trung Quốc, trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, nằm trên lưu vực sông Dương Tử. Bên cạnh hàng loạt làng mạc bị nhấn chìm, nhiều công trình, nhà máy, di tích cũng sẽ bị tàn phá, ngập nước và cuốn ra biển, thì việc mất nguồn cung cấp điện khổng lồ sẽ khiến đất nước này lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Vào ngày 21 tháng 6, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 147 m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2 m. Điều đó dẫn tới tin đồn rằng đập này đã biến dạng và người dân nên sơ tán. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc đã bác bỏ tin đồn, khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Tuy nhiên, đến sáng ngày 29 tháng 6, giới chức Trung Quốc đã cho đập Tam Hiệp mở 2 cổng xả nước. Theo đó, đây là lần đầu tiên đập này xả lũ trong năm nay nhằm ngăn chặn có nguy cơ gây ra lũ lụt. Mưa lớn tiếp tục kéo dài, đến ngày 2 tháng 7, lần đầu tiên trong năm, sông Dương Tử bị ngập. Điều đó khiến dòng nước đổ về lên tới 50.000 mét khối mỗi giây tại đập Tam Hiệp. Vì vậy, đập này đã phải mở 3 cửa xả nước nhằm giảm nhẹ tác động của lũ lụt với hạ nguồn của sông. Vào ngày 4 tháng 7, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp nhằm chống lũ từ mức 4 lên mức 3. Trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục càn quét phần lớn lãnh thổ quốc gia này, mực nước ở khu vực trung và hạ lưu của sông Dương Tử cũng như hồ Động Đình và hồ Bà Dương đã gia tăng vì mưa lớn liên tục. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, mực nước tại tổng cộng 16 con sông ở tỉnh Giang Tây và An Huy đã vượt trên mức cảnh báo. Bộ này cho biết thêm, hoạt động phối hợp vận hành các hồ nước ở thượng lưu của sông Dương Tử sẽ được tiến hành để giảm lượng nước tràn vào đập Tam Hiệp và giải tỏa sức ép kiểm soát lũ cho khu vực trung và hạ lưu của con sông này. Đến ngày 8 tháng 7, toàn bộ 9 đập tràn của hồ thủy điện Tân An Giang ở Chiết Giang đã được mở để hạ thấp đỉnh lũ. Trong đó, nhà chức trách địa phương đã mở 5 đập tràn vào trưa ngày 7 tháng 7. Đây là lần đầu tiên hồ thủy điện Tân An Giang xả lũ khẩn cấp trong gần chục năm qua để hạ thấp đỉnh lũ. Hồ chứa có tổng cộng 9 đập tràn, mỗi đập có thể xả nước với tốc độ 500 mét khối trên giây. Cùng ngày, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã tiếp tục ban hành cảnh báo màu cam về mưa bão giữa lúc mưa lớn khắp nơi. Theo dự báo, nhiều khu vực của tỉnh Giang Tây hứng chịu những cơn mưa lớn và lượng mưa lên tới 260 mm trên ngày. Đến 20 giờ 35 phút ngày 8 tháng 7, đoạn đê dài 50 m ở sông Dương Tử thuộc huyện Ba Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã bị vỡ. Cơ quan phụ trách quản lý tài nguyên nước tại địa phương cho biết, vụ vỡ đê đã gây ảnh hưởng đến 1.000 ha đất nông nghiệp ở khu vực trũng phía dưới. Hơn 9.000 người dân Trung Quốc đã phải sơ tán. Vụ vỡ đê xảy ra sau khi khu vực miền Nam Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua. Ngay khi sự việc xảy ra, đã có hơn 600 người được huy động khẩn cấp tới khu vực này để triển khai công tác cứu trợ. May mắn, không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Cầu Thải Hồng hay còn được gọi là cầu vồng trong tiếng Trung Quốc. Đây là cây cầu được xây dựng cách đây 800 năm dưới thời nhà Nam Tống. Cây cầu bắc qua sông thuộc thị trấn Thanh Hoa, huyện Vũ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Theo một video do truyền thông Trung Quốc đăng tải, trận lũ quét ngày 8 tháng 7 đã cuốn trôi một phần hành lang mái đình bằng gỗ của cây cầu cổ. Phần mố cầu bằng đá vẫn còn nguyên vẹn, mở ra hy vọng có thể khôi phục lại. Vào ngày 9 tháng 7, Cơ quan Tài nguyên nước sông Dương Tử tiếp tục ban hành cảnh báo cam về nguy cơ lũ lụt ở vùng hạ lưu và trung lưu của con sông dài nhất Trung Quốc, trong bối cảnh dự đoán mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống khu vực này trong những ngày tới. Trong khi đó, Cơ quan Phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh Hồ Bắc, tỉnh nằm ở khu vực trung lưu của sông Dương Tử, nâng mức phản ứng khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2, bắt đầu từ 15 giờ ngày 9 tháng 7. Tỉnh này đã ghi nhận 14 người tử vong và 5 người mất tích sau khi mưa lớn đổ xuống 44 quận tại tỉnh Hồ Bắc, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 9 triệu dân. Hồ Bắc đã huy động 303.200 người tuần tra dọc các con đê sông để cảnh báo về nguy cơ xảy ra lụt. Theo Tân Hoa xã cho biết, cơ quan quản lý khẩn cấp tỉnh đã di tản 17.000 người tới nơi an toàn và huy động 85 chuyến bay tuần tra trên không để theo dõi tình hình. Theo đó, năm nay được ghi nhận là một trong những mùa mưa bão dữ dội hàng đầu Trung Quốc trong nhiều năm qua, với tình trạng lũ lụt, lở đất, mưa lớn xuất hiện ở nhiều tỉnh thành. Sau mưa lớn kéo dài, Hoàng Mai, Hoàng Cương, Hồ Bắc đã chứng kiến một vụ lở đất hôm ngày 8 tháng 7, vụ việc chôn vùi 5 ngôi nhà và 9 người, gồm 3 trẻ em. Đến ngày 9 tháng 7, Trung Quốc xác nhận có 8 người đã tử vong. Bên cạnh đó, một vụ lở đất vì mưa lớn xảy ra ở Quý Châu, theo truyền thông địa phương, ít nhất 7 người mất tích và 6 người bị mắc kẹt khi có 63 ngôi nhà bị phá hủy. Theo Global News, lượng mưa tích lũy ở các khu vực Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang và Trung Khánh từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 đã đạt mức cao nhất trong khoảng thời gian này kể từ năm 1961, với lượng mưa ở một số nơi cao gấp 2 đến 3 lần so với bình thường, theo Cục Khí tượng Trung Quốc. Theo dự báo, trong tuần tới, các địa phương Trung Quốc tiếp tục nâng mức cảnh báo lũ trong bối cảnh mưa lớn vẫn đổ xuống khu vực phía đông và phía nam quốc gia này.